Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Key. Thì ngày hôm nay thì do là tình hình mạng nó không có được tốt cho lắm, cho nên là Key sẽ không có quay video. Nhưng mà Key nghĩ rằng là Key sẽ quay video, Key sẽ không livestream. Và Key nghĩ là khi mà Key quay video như vậy á thì cái chất lượng hình ảnh nó sẽ rõ hơn là khi livestream bằng cái máy tính của mình. Cho nên rằng là hôm nay Key sẽ quay video cho mọi người xem. Và hôm nay sẽ là cái chủ đề là thông điệp tình yêu tháng 6 dành cho các bạn. Hôm nay Ki sẽ có 3 tụ bài. Tụ bài số 1, tụ bài số 2 và tụ bài số 3. Thì hôm nay là Ki đã chuẩn bị chia tụ bài sẵn rồi. Cho nên là không có cần phải tốn thời gian chọn. Không cần phải tốn thời gian chia bài nữa. Mình sẽ tập trung vào chọn tụ bài và giải bài luôn cho mọi người. Tụ màu xanh dương tụ số 1, tụ màu xanh lá cây là tụ số 2 và tụ màu tím là tụ số 3. Mọi người đã chọn cho mình một tụ bài ha. Và bây giờ Ki sẽ bắt đầu. Nếu mọi người chưa chọn được thì mọi người cứ pause màn hình lại và chọn ha. Bây giờ Ki sẽ bắt đầu với tụ bài số 1. Các bạn có Ace of Cups, Ace of Wands, Knight of Swords, Eight of Cups, The Star, Five of Cups, Two of Cups, Six of Pentacles, Eight of Pentacles và The Hermit. Các bạn có Keep an Open Mind, Calling in your soulmate, children, choose new direction, now's the right time, no need to worry. Khi để cái điện thoại nó sang đây nha mọi người. Bởi vì là khi chưa có cái kệ để mà dựng cái điện thoại mình lên, cho nên là khi phải để nó như vậy. Các bạn có It's not as if you need anyone. You know what you do. Don't be missed. I love you. Be willing to express love. Express love. Và be supportive. Với các bạn chọn tụ bài này thì Ki thấy là các bạn sẽ trong cái tháng này các bạn sẽ có một cái mối quan trong chuyện tình cảm của các bạn ha. Có thể sẽ có một cái đối tượng nào đó họ đến để họ giải bày cái tình cảm với bạn. Họ đến để họ đến để họ offer cái ly tình cảm cho bạn. Họ offer tình cảm với bạn và họ giống như là họ là một cái người, có thể người này là người cũ. Họ là một cái người mà bạn đã từng rất là trông mong, họ là một cái người đã từng bạn đã từng rất là trông ngóng. Họ trông mong họ quay lại, trông mong họ tiến đến và trao cái tình cảm cho bạn. Nhưng mà họ lại không có đồng ý cái tình cảm này. Có thể là lúc trước họ thờ ơ với cái tình cảm này và họ không muốn nhận cái tình cảm này. Hay là hai người có thể là một mối quan hệ cũ, người yêu cũ của nhau chẳng hạn. Thì ở đây sau một khoảng thời gian họ nhận ra và họ quyết định là họ tiến về phía của bạn. Nhưng mà nguồn năng lượng của bạn ở đây thì mình thấy lại là đây không phải là khoảng thời gian bạn muốn ở trong một mối quan hệ, hay là cái khoảng thời gian này bạn không còn muốn ở bên cạnh cái người này nữa. Bởi vì bạn nhận thấy được cái nguồn năng lượng của người này nó khá là trẻ con đi. Cái người này họ không phải là một cái đối tượng thật sự mà bạn mong cầu, hay là nó thật sự không phải là một cái đối tượng mà bạn cần nữa ở thời điểm hiện tại. Cho nên rằng là mình thấy rằng là bạn sẽ chọn một cái hướng đi mới cho mình. Bạn sẽ chọn cho mình một con đường mới và có thể bạn sẽ không lựa chọn tiến đến với cái người này. Ở đây mình thấy là có thể rằng là
Họ sẽ quay trở lại với là tặng quà cho bạn chẳng hạn, tặng cho bạn những cái món quà hay là như thế nào đó, nhưng mà họ nhưng mà bạn thì lại kiểu rất là thờ ơ, bạn lại không muốn nhận, và bạn thời điểm hiện tại này thì bạn không muốn dính vào cái người này nữa. Ở đây ba lá bài thông điệp của vũ trụ dành cho bạn thì cũng có thể bạn nhìn ra được rằng là cái bản chất của người này không tốt, hay là thật sự cái tình cảm của người này nó không chắc chắn hay là như thế nào đó. Thì ở đây cho mình thấy được là dù là bạn có tình cảm với họ hay không, thì ở cái tháng 6 này khi bạn gặp được cái đối tượng này thì bạn cũng nên tránh cái người này ha. Bạn cũng nên tránh cái người này, bạn không nên tiếp xúc với cái người này nhiều. Không nên cho người này, có thể là một vài trường hợp là không nên cho người này một cái cơ hội bước vào cuộc sống của bạn. Bởi vì mình chưa biết được rằng là cái người này họ quay lại với một cái mục đích nó như thế nào. Như hay là trong cái tháng này bạn sẽ không quyết định rằng là bạn ở bên cạnh họ. Nhưng mà mình thấy rằng là nếu như họ thật sự nha, nếu như mà thật sự lần này họ quay trở lại với tình cảm với bạn á, và thật sự là họ thương bạn và họ vì cái tình cảm này mà họ quay trở lại, thì dù cho bạn có từ chối họ trong cái tháng 6 này thì họ vẫn sẽ tiếp tục đeo đuổi bạn ở những cái khoảng thời gian sau nữa, chứ không chỉ dừng lại ở đây. Ở đây mình thấy có not the right time, có nghĩa là cái tháng này ở cái khoảng thời gian khi người mà quay lại lời này thì bạn nó chưa phải là khoảng thời gian thích hợp để mà hai bạn kết nối với nhau. Có thể là bạn sẽ cần phải challenge cái người này một chút, cho cái thử thách cho cái mối quan hệ này một chút, để thử xem rằng là thật sự họ có tình cảm với mình hay không, hay là để cho bạn tiếp tục tập trung vào cái hành trình riêng của mình. Thì sau cái khoảng thời gian này rồi thì cái chuyện này bạn mới thật sự nên suy nghĩ đến. Bạn mình thấy được rằng là có thể bạn đang được sự giúp đỡ của vũ trụ để nhận ra được cái bản chất của mối quan hệ này, cho nên là cứ hãy mạnh dạn đi lên về phía trước và hành động theo những cái gì mà trái tim mình đang mách bảo nha. Ok, đó là thông điệp dành cho các bạn chọn tụ bài số 1. Bây giờ khi sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 2 nha. Các bạn có Four of One, các bạn có Ace of Cups, Strength, Ten of Swords, Page of Swords, Ace of Pentacles, Ten of Pentacles, Five of Swords, Two of One, Express your love, romantic feeling, make the effort, the situation will improve, be assertive. You are ready. Ba lá thông điệp vũ trụ của bạn có là Things are about to get really juicy. Forgive. Love is never in vain. Physical touch. Be authentic. Và rest and relaxing is essential. Ở đây khi thấy được là với một số bạn chọn tụ bài số 2, có thể rằng là các bạn đợi kia một chút. Ok, các bạn chọn tụ bài số 2, có thể rằng là các bạn sẽ gặp được một cái đối tượng nào đó, có thể người này trẻ tuổi ha, người này là một người trẻ tuổi hơn bạn. Người này có thể rằng là người này là một người bạn. Ban đầu bạn gặp cái người này á, thì bạn chỉ nghĩ là cái người này là bạn thôi, chứ không có nghĩ xa xôi nhiều cho cái mối quan hệ này. Và có thể rằng là
Khi có cảm giác được là trong cái tụ bài này có thể có một số bạn là người đã có gia đình rồi, đã từng có gia đình chẳng hạn ha, hay là đã từng ở trong một cái mối quan hệ lâu năm và cái mối quan hệ lâu năm này nó đã chấm dứt rồi, nó đã dừng lại rồi, thì ở đây những cái bạn này các bạn có thể sẽ gặp được một cái người nhỏ tuổi hơn mình và có thể rằng là các bạn sẽ có được một cái tương tác với cái người này. Mình thấy rằng là tuy là cái người này nhỏ tuổi nhưng mà cái người này họ lại có cái suy nghĩ khá là trưởng thành và có thể rằng là họ, nhưng mà đôi khi họ vẫn hơi có hơi bốc đồng một chút. Có thể rằng là khi mà hai bạn gặp nhau á thì giữa bạn và họ bắt đầu sẽ có những cái kiểu rằng là người này đã xuất hiện để thả thính bạn rồi, mình thấy được điều đó. Và có thể nha, cái người này cũng đã xuất hiện trong cuộc sống của bạn rồi và mình thấy rằng là sau bạn là một cái người, có thể bạn là một cái người đã trải qua những cái đổ vỡ trong chuyện tình cảm, bạn đã từng trải qua một cái mối quan hệ lâu năm, một cái mối quan hệ hay là một cái mối quan hệ sâu sắc, hay là mất, thậm chí rằng là bạn là một cái người đã từng có gia đình nhưng mà hiện tại á, thì bạn đã bước ra khỏi cái mối quan hệ này rồi, thì bạn gặp được một cái người nhỏ tuổi hơn bạn, có thể cái người này là một cái người có khoảng cách về mặt địa lý với bạn, thì họ bắt đầu họ gặp bạn và họ bị thu hút bởi cái vẻ, cái sự trưởng thành, cái sự chín chắn, cái suy nghĩ của bạn làm cho họ cảm thấy bị thu hút. Và họ muốn trở thành, họ muốn bạn trở thành một cái người trong cuộc sống của bạn, một cái người trong cuộc sống của họ. Và ở đây á, mình thấy rằng là bạn bạn mình thấy rằng là bạn sẽ có cái cảm giác, cảm xúc với cái người này. Vậy thì ở đây mình khuyên rằng là mọi người cần, bạn phải follow theo cái cảm xúc của mình. Nhiều khi bạn sợ rằng là bạn dính vào một cái mối quan hệ với một cái người nhỏ tuổi hơn thì nó sẽ không bền hay là như thế nào đó chẳng hạn, bạn ngại bắt đầu. Nhưng mà ở đây mình thấy được rằng là bạn được khuyên rằng là bạn cần phải follow theo cái trái tim của mình và cứ nghỉ ngơi và thư giãn thôi để tận hưởng như từng những cái khoảnh khắc, và có thể rằng là bạn đang dành thời gian để thư giãn, để giải tỏa cho bản thân của mình thì có thể bạn sẽ gặp cái người này. Mình thấy là bạn đã sẵn sàng, mình thấy là với các bạn chọn bài số 2, sau những cái tổn thương thì bạn đã sẵn sàng để mà bước tiếp trong một cái mối quan hệ tiếp theo. Và hãy làm theo những cái gì mà trái tim của bạn đang mách bảo. Tình yêu có thể vài bạn ở đây nha, một vài bạn chọn tụ bài số 2 đang rơi vào cái trạng thái là ngại bắt đầu hay là sợ phải bắt đầu tiếp tục một cái mối quan hệ nào đó, và trải qua những cái tổn thương rồi, thì mình thấy là nếu như bạn bắt đầu được với cái người này á, thì mọi chuyện trong tương lai của bạn nó sẽ đều rất là tốt ha. Sau những cái tổn thương, sau những cái của quá khứ thì mình thấy rằng là cái mối quan hệ tiếp theo này nó sẽ rất là tốt dành cho bạn, và có thể là bạn và họ sẽ giúp nhau nhận ra được rất là nhiều điều trong cuộc sống. Ok, đó là các bạn chọn tụ bài số 2. Bây giờ khi sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 3 nha. Các bạn có The Moon. Các bạn có Judgment. Các bạn có Nine of Cups. Các bạn có Seven of Cups. Các bạn có Queen of Pentacles, Temperance, Seven of Pentacles, Nine of Swords và Wheel of Fortune. Những cái lá Oracle thì mình thấy có Chemistry, This could be the one, but you deserve love. Các bạn có In the near future, Improving health và Perfect timing. Những cái lá thông điệp của vũ trụ nó là Other they sell,
Hubba Hubba và You're Watching My Loving Eyes. Act as if your partner is here. Consider your foundation. Nó bị lọt xuống cái cạnh giường mọi người. Mắt nó lên hơi cực. Consider your foundation. As if your partner is here, và action speak loudly. Ở đây á, mình thấy được là với các bạn chọn tụ bài số 3, không có gì ngoài offer. Các bạn chọn tụ bài số 3 đã trải qua một cái hành trình thức có thể gọi là nói hơi đau to búa lớn một chút, nhưng mà ở với bạn nhận từ bài số 3 thì các bạn đã từng trải qua một cái hành trình thức tỉnh tâm linh. Hoặc nếu như các bạn chưa trải qua thì cái tháng 6 này chính là cái khoảng thời gian quan trọng cho cái hành trình thức tỉnh tâm linh của bạn. Có thể sau khi và khi mà các bạn hoàn thành cái hành trình thức tỉnh tâm linh này rồi, bạn tìm về được với cái sự cân bằng của mình, thì bắt đầu mình thấy là bạn sẽ đứng trước những cái cơ hội, về những cái cơ hội trong chuyện tình cảm nó đến với bạn. Ở đây mình thấy có một cái người thuộc cung nước, họ đến để offer cái tình cảm với bạn. Mình thấy tình cảm này là tình cảm hai chiều. Có thể bạn là cái người suy nghĩ trưởng thành hơn họ, hoặc là bạn là cái người lớn tuổi hơn họ. Mình thấy rằng là cả hai bạn đều có cái nguồn năng lượng rất là cân bằng ở đây. Nhưng mà ở đây mình thấy rằng là có thể nha, có thể đây là một mối quan hệ cũ. Vì sao mình nói là mối quan hệ cũ? Đó là bởi vì ở đây có lá Seven of Pentacles, tức là bạn đã và cái người này á thì đã từng có cái điều gì đó với nhau, đã từng xây dựng một cái điều gì đó với nhau, nhưng mà ở thời điểm hiện tại hai bạn nó không còn kết nối với nhau nữa. Hai bạn đã từng tách nhau ra, và có thể rằng là cái sự tách nhau ra này á, nó là cái sự có cái sự can thiệp của bàn tay của số phận, của định mệnh xen vào. Ở đây khi thấy được là một trong hai bạn á coi cái người kia là the one của mình, là tình yêu, giống như là tình yêu, cái người là cái người phù hợp nhất cho mình, cái người này là cái người yêu thương, cái người này là cái người mình yêu thương nhất, hay là thế nào đó. Ở đây khi thấy là giữa hai bạn có rất là nhiều cái liên kết về mặt tâm linh với nhau, và khi thấy được là họ cũng đang đang tìm cách, đang tìm một cái đường khác gì đó để họ tiến đến, họ offer với bạn. Nếu như mà họ chưa thì họ sẽ xuất hiện, và nếu như mà họ đã xuất hiện rồi thì họ sẽ có những cái hành động nó cực kỳ cụ thể, và cái người này xuất hiện trở lại vào cái khoảng thời gian nó phù hợp nhất, nó thích hợp nhất, nó gọi là perfect timing, tức là một cái khoảng thời gian nó phù hợp nhất dành cho cả bạn và họ. Và cái khoảng thời gian này nó là cái khoảng thời gian mà vũ trụ đã ấn định là hai bạn thuộc về nhau. Ở đây kia thấy là nếu như mà bạn chưa hoàn thành cái hành trình thức tỉnh tâm linh của mình, thì trong tháng 6 này bạn sẽ bước tiếp một cái chặng trên cái hành trình thức tỉnh tâm linh của mình. Thì cái nội dung của cái trải bài này có thể là khoảng sau của cái sự việc đó. Ở đây khi thấy là as your partner is here, tức là mặc dù là bạn có cái người đó, bạn có ai đó trong cuộc sống hay không, thì bạn hãy hành động, bạn hãy hành động giống như là bạn đang có được họ, hay là kiểu rằng là bạn sẽ luôn luôn cảm giác được rằng là cái người này họ đang ở xung quanh của mình, và bạn đây là cái khoảng thời gian quan trọng để bạn 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 cũng củng cố cái nền tảng của mình, và bạn bạn làm dồi dào cho cái tình cảm này. Có thể là khi cái người này quay lại, bạn cần phải nhìn lại cả một cái quá trình giữa hai bạn đã trải qua những gì, và
Hãy hành động. Action speak loudly. Có nghĩa là bạn cần phải hành động một cách quyết liệt cho cái tình cảm của mình. Tức là không phải là lúc để bạn kiểu là bạn chê ổng, chê eo cái tình cảm, hay là lúc để bạn từ chối nó. Mà ở đây nếu như bạn lựa chọn đi với họ thì bạn cần phải có cái hành động để cho cái người đối phương của bạn hay là cái người partner của bạn họ cảm nhận được rằng là cái tình yêu của bạn dành cho họ nó vẫn còn ha. Và ở đây Ki thấy được cái nguồn năng lượng cực kỳ là thay đổi, đó là bạn đã thay đổi rất nhiều so với bạn của trước đây. Bạn của bây giờ đã không còn giống như bạn của ngày xưa nữa, như là em của ngày xưa chết rồi. Thì họ sẽ quay trở lại với bạn và bạn cho phải show cái con người mới của bạn cho họ thấy, để bạn hơi họ biết được cái giá trị của bạn ở thời điểm hiện tại và cái khoảng thời gian hai bạn gặp lại nhau, giống như là cái khoảng thời gian mà đã được vũ trụ ấn định, đã được vũ trụ sắp đặt, có bàn tay của vũ trụ sắp xuất hiện ở đây. Thì khi thấy được là, nhưng mà ngoài cái người này ra thì bạn vẫn có những cái mối quan hệ khác nữa, có thể là bạn sẽ có nhiều những cái sự lựa chọn nữa, thì cần phải cẩn thận cũng như là cần phải suy nghĩ thật kỹ về những cái mối quan hệ, về những cái sự lựa chọn của mình trong cái chuyện tình cảm này. Biết được thật sự mình nên trao cái tình cảm của mình cho ai ở trong cái thời điểm này ha. Ok, đó là ba tụ bài của ngày hôm nay. Hôm nay thì không có chi tụ cho nên là mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh chóng. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe cái trải bài ngày hôm nay của Khi, và hẹn gặp lại mọi người vào trải bài lần sau. Bye bye mọi người. Bye 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 bye.